Vậy rồi xin thân ái mến chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Vậy rồi hôm nay thì vườn mai của chị Diễn có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giảo hạt green ha, tàn thông, giá rẻ chỉ từ 450 một cây, 450 đến 5-600 ngàn một cây bao phí vận chuyển ha. Thì mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Diễn nha. Hàng toàn bộ là từ bông nó từ 8 cánh cho tới 12, 15 cánh cô chú anh chị ha. Hàng đã được test mặt bông hết toàn bộ nên cô chú anh chị mình cứ an tâm bao bông. Rồi, không làm mất thời gian nữa ha. Mời gặp luôn bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi, xin chào cô chú anh chị đang xem kênh và yêu thích mai vàng bonsai cây kiểng. Thì hôm nay em cũng lên giới thiệu với cô chú anh chị mình một số loại cây mai trong vườn nha. Cây giảo hoặc ghim nha. Rồi. Mã số đầu tiên là 41G. Rồi. Đốt mốc dê ha, một cây giảo hạt kia ha, không tàn thông của chú anh chị ha. Rồi, cho xin thông số luôn nha bà chủ. Hoành mình là 13 nha. Rồi. Cao là 132. Rồi. Tán ngang là 79. Rồi. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị em mình là 450 nha. Rồi, đổi cây ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 42G cũng là cây giảo hạt ghim luôn nha. Rồi, cây này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Hàng test bông hết rồi cô chú anh chị cứ an tâm. Rồi, thông số. Rồi, quanh mình được 12,5. Rồi. Cao mình là 34 nha. Rồi. Tán ngang mình là 120. Rồi. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị em mình là 400 thôi nha. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi. Tiếp mã số 43G cũng là một cây giảo hạt ghim luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Rồi hoành được 14,5. Cao được 135. Rồi. Tán ngang mình 108. Rồi. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị em mình là 400 luôn nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 44G. 44G cũng là cây giảo Hạt green. Hạt green luôn nha cô chú anh chị. Rồi bông 8 12 15 cánh. Rồi thông số bà chủ ơi. Đây. Hoành được 14. Rồi. Cao được 128. Tán ngang mình 106. Rồi. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị em mình là 550 thôi nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 45G. Rồi. Cũng là một cây giảo hạt ghim luôn nha cô chú anh chị. Cái tàn đều lắm nha cô chú anh chị. Rồi cho xin thông số luôn nha bà chủ. Ra nụ quá trời quá đất luôn nè. Rồi. Hoành mình được 14,5. Rồi. Cao mình được 128. Rồi. Tán ngang mình 111. Rồi. Cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị em của mình là 550 luôn nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Mã số 46G. Rồi. Cũng là cây giảo hạt ghim luôn nha cô chú anh chị. Cái này tàn khá luôn ha. Rồi. Bông thì nó từ 8, 10, 12, 15 cánh nha. Cụ nở, thông số luôn bà chủ ơi. Hoành được 18 nha. Rồi. Cao 1,5 đi. Cao 1,5 ha, hơn 1,5 tới 1,5. Này bà chủ lùng quá đâu không tới. Tán ngang mình là 132. Rồi 1,32 giao lưu như bà chủ ơi. Cây này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 thôi nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 46G. 47G. 47G hả? Rồi. Mã số 47G. Rồi, giảo hạt ghim cái này tàn tròn. Giảo hạt ghim luôn nha cô chú anh chị. Rồi, bông 8 10 12 15 cánh. Thông số bà chủ ơi. Hoành được hơn 16 tính 16. Cao 1,5 nó đi cô chú ơi. Rồi. Hơn 1,5 luôn á mà tính 1,5 ha. Tán ngang mình được 125. Rồi. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 ngàn nha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 48G. Rồi. Cũng là cây giảo hạt ghim luôn nha cô chú anh chị. Cây này tàn đều ha. Rồi cho xin thông số luôn bà chú ơi.
cái củ vậy đây. Hoành được 17 nha. Rồi. Cao được 122. Rồi. Tán ngang được 96. Rồi. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị của mình là 450 thôi nha. Rồi, đỡ cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 49G. 49G cũng là cây giảo hạt rim. Giảo hạt rim luôn nha cô chú. Rồi. Hoành được 13. Rồi, cây này tàn cũng khá ha. Cao được 134. Rồi. Tán ngang mình được 110. Rồi. Cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình 400 thôi nha. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 60G. 60G. Ủa? 50G. 50G, cây giảo hạt rin đó ha. 50G là cây giảo hạt rin luôn nha cô chú anh chị. Cái tàn kinh khủng khiếp, tàn luôn ha. Cây xanh luôn, gốc to ha, củ nở. Thông số luôn bà chủ ơi. Bỏ cái nhánh. Rồi. Hoành 22. Cao 30. Ủa 130. Cao 130. Tán ngang được 115. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 ngàn thôi nha. Cũng rồi, là cây cuối clip của em nha. Rồi, vậy mình chào hết luôn hả bà chủ. Rồi, cuối clip em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ. Em cũng thay mặt cho kênh Giống Như Chị Diện cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình những clip tiếp theo nha.